xã hội hiện đại cộng thêm bối cảnh dịch bệnh như hiện nay khiến hầu hết ai trong chúng ta cũng đã từng gặp phải tình trạng chán ăn, mệt mỏi đúng không ạ? Vì vậy mà gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan đến vấn đề chán ăn, mệt mỏi kéo dài ở người lớn làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình trạng sức khỏe, cân nặng và chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ, đại tá, thầy thuốc ưu tú Vũ Thịnh Khánh Vân, nguyên trưởng khoa A9 Viện Y học Cổ truyền Quân đội đã có mặt tại trường quay để giải đáp tất cả các thắc mắc tới từ quý vị khán giả xem đài. Đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bác sĩ Khánh Vân xin kính chào quý vị và chào MC. Chuyên gia thân mến, có thể thấy dịch bệnh đã và đang làm ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe của chúng ta và nhiều người thì lo lắng khi rơi vào tình trạng chán ăn, mệt mỏi kéo dài thì sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch cũng như là cơ thể, tinh thần uể oải, mất tập trung. Vậy nguyên nhân là do đâu ạ? Và nếu tình trạng này cứ kéo dài như vậy thì sẽ gây ra những hậu quả như thế nào? Vâng, nói về cái nguyên nhân đấy mà chán ăn, ấy, mệt mỏi, thì nguyên nhân thứ nhất là có cái bệnh lý về toàn thân ví dụ như là bệnh lý về đường tiêu hóa này cái thứ hai là cũng có thể những các cái bệnh lý khác cái thứ ba là thời tiết nó nóng quá mà nó nóng quá cũng mình cũng không muốn ăn luôn rồi cái tinh thần của mình nó không thoải mái nó ức chế nó stress rồi thì đêm thì mất ngủ chẳng hạn nếu như mà cái tình trạng này mà nó cứ kéo dài thì nó sẽ dẫn đến một vài cái hệ lụy như thế này về cái sức khỏe tổng thể thì lúc nào mình cũng cảm thấy là bơ phờ mệt mỏi đúng không ạ rồi thì trí nhớ mình cũng suy giảm khi mà cái sức khỏe kém như thế là cái miễn dịch giảm cái miễn dịch giảm thì rất nhiều các cái bệnh lý nó sẽ dễ dàng xâm phạm vào mình có thể thấy hậu quả để lại là rất lớn đúng không ạ và khi chán ăn thì chúng ta cũng không thể cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể từ đó thì dẫn tới tình trạng bị sụt cân rồi thì cơ thể gầy gò và ốm yếu tuy nhiên diệp trang lại thấy có rất nhiều người họ đã cố gắng ăn rất nhiều rồi thậm chí là họ ăn được nhiều nhưng mà họ lại không thể tăng cân vẫn gầy vậy thì nguyên nhân là do đâu ạ nguyên nhân phải nói là có thể là mình ăn vào nhưng mà cái tiêu hóa cái hấp thu của mình nó không tốt hoặc là cũng có những người mà người ta mang tính chất là di truyền trong gia đình nhà người ta mà thì cái chuyển hóa nó cao vì vậy cho nên là ăn nhưng mà không không có béo và trong thời gian chuyên gia chia sẻ thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi điện thoại tới chương trình và bây giờ thì xin phép nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối tới số điện thoại 0886 528 888 chào chuyên gia và MC. Tôi là Luận, 37 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy tháng nay Hồ Chí Minh đang giãn cách mà vẫn chưa đi làm lại được. Ở nhà suốt, tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ăn uống chẳng ngon miệng và tôi còn bị sụt cân nữa. Vì vậy tôi thấy khá lo lắng về sức đề kháng của cơ thể lúc này. Tôi mới được một người bạn tặng cho sản phẩm viên ăn ngon kiện tỳ khen. Lúc trước thì bạn tôi đã sử dụng rồi và thấy hiệu quả cơ thể nó đỡ mệt thẳng người tỉnh táo làm việc thì tập trung hơn và quan trọng hơn là ăn uống ngon miệng không biết là tôi có thể sử dụng sản phẩm này được không ạ à? vâng nói đến cái sản phẩm kiện tỳ khang ấy thì nó có một số những các cái nhóm uh, thực phẩm thiết yếu mà rất là quý như thế này thứ nhất tên là vấn đề protein hay còn gọi là đạm ấy thì người ta có cái thành phần đấy là cái đạm quy cô đặc mà cái đạm này ấy, là được nhập khẩu từ Hoa Kỳ về. Bên cạnh đó thì còn thêm ba cái axit amin rất là thiết yếu, rất là tốt. Ví dụ như là leucine này, rồi thì isoleucine này, cái thứ ba là valin đấy. Cái đạm như thế thì khi nó đưa vào trong cơ thể chúng ta để mà nó 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 tạo lên các cái tế bào nó cấu trúc các cái tế bào và nó giúp cho cái cơ của chúng ta phát triển lên. cái thành phần thứ hai là phải kể đến đây là một số những các cái thảo dược rất là quý ví dụ như là cái uh, rễ long đẩm này rồi thì uh, cao hạt uh, cà ri này. Ừ, thứ ba là cái chiết xuất từ nhân sâm vấn độ thì ba cái thành phần này ấy là cái trong y học cổ truyền cho rằng là kiện tỳ tức là giúp cho cái tỳ khí cái tỳ nó tiêu hóa tốt nên để nó hấp thu tốt bổ khí tức là tăng cường cái khí lực của mình để mình khỏe mạnh không cũng lúc nào cũng ẻo oải mệt mỏi như thế này. thành phần thứ ba phải kể đến đấy là một số những các cái enzyme hay nói rất là dễ hiểu đấy là các cái men tiêu hóa ví dụ như là lơ xin uh, HCL tức là clorhyric đấy. đấy rồi thì à, um, cái thành phần thứ tư mà phải đáng ghi nhận nữa đấy là bổ sung một liều lượng vitamin ví dụ như là vitamin B1 này à, B2 này B6 này B12 này vitamin C này vitamin PP và một số những các cái nguyên tố vi lượng các cái khoáng chất quý ví dụ như là kẽm này sắt này canxi vân vân với bốn cái nhóm đó để mà sản xuất dưới cái công nghệ hiện đại để mà giúp cho cái chúng ta dễ uống này, dễ hấp thu này và như vậy thì hoàn toàn có thể cải thiện được cái uh, sức khỏe của mình. Vì vậy cho nên là theo quan điểm cá nhân tôi anh hoàn toàn có thể tham khảo và sử dụng cái sản phẩm đó. Ờ, cảm ơn chuyên gia, tôi sẽ sử dụng luôn ạ. Cảm ơn anh đã liên hệ tới chương trình. Và bây giờ thì xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới vị khán giả thứ hai. Chào chuyên gia, tôi là Hoa ạ. mẹ tôi thì năm nay 60 tuổi rồi và bà thì bị cao huyết áp ạ. Nên là hai tháng trước thì có bị đột quỵ nhẹ, may mà đi viện kịp nên là giờ mẹ thôi cũng đỡ rồi, đang dưỡng bệnh tại nhà thôi ạ. Nhưng mà mẹ tôi thì thường xuyên thấy là cơ thể mệt mỏi, đến bữa thì không muốn ăn, có ăn thì cũng chỉ được một bát cơm thôi ạ. Tôi có thể mua cho mẹ tôi sử dụng sản phẩm viên ăn ngon kiện tỳ khang được không ạ? có thể nói rằng tai biến màu não là một bệnh rất là nguy hiểm mà thường là để lại cái hệ lụy rất là nặng đối với người bệnh vì vậy cho nên là đang trong cái giai đoạn hồi phục dưỡng bệnh như thế thì sức khỏe không có thể nào tốt được bởi vì vậy cho nên là tôi nghĩ là với cái thành phần của sản phẩm à, kiện thì khang ấy có giúp cho cái việc là tăng cường cái dinh dưỡng cho cơ thể mình à, cũng như là cái độ đạm rồi các cái men tiêu hóa cũng như là các cái vitamin khoáng chất thì à, người nhà của chị hoàn toàn có thể sử dụng được à, cảm ơn chuyên gia ạ à, tôi sẽ mua cho mẹ tôi dùng luôn ạ À chuyên gia ơi, tôi cũng mới sinh em bé được 6 tháng thì có sử dụng sản phẩm kiện tỳ khang được không ạ? À, vì là khi cho con bú thì tôi thấy là uh, cơ thể mệt mỏi với lại căng thẳng, ngủ cũng ít nữa mà tôi lại còn bị sút cân nữa. Sản phẩm hoàn toàn là những các cái thảo dược và những các cái đạm rồi các cái vitamin. Vì vậy cho nên là nó rất là lành tính, bạn hoàn toàn có thể là tham khảo cái sản phẩm uh, kiện tỳ khang này để sử dụng. Xin được cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vô cùng chi tiết vừa rồi. Xin được cảm ơn chị Hoa đã gọi điện thoại tới cho chương trình và với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì chị đã có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng viên ăn ngon kiện tỳ khang rồi đúng không ạ? <laughs> chuyên gia thân mến, thực tế hiện nay thì nhiều người khi mới điều trị khỏi COVID thì vẫn còn có cảm giác là cơ thể mệt mỏi hay là ăn uống kém này, miệng thì đắng và chán ăn. Thế nên là tình trạng phục hồi sức khỏe còn rất là chậm. Ừ. vậy thì đối với những người như vậy có thể sử dụng được viên ăn ngon kiện tỷ khang không ạ tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể uh, sử dụng tốt được ngoài cái độ đạm ra thì còn có rất là nhiều những các cái uh, thảo dược rồi các cái men tiêu hóa để giúp cho cái quá trình uh, tiêu hóa tốt cái thức ăn và hấp thu tốt thức ăn rồi thì mới có thể đói rồi mới cái cảm giác là mình mình mới ăn ngon được mà ăn ngon được thì nó lại hấp thu tốt vì vậy cho nên nó sẽ tăng cường cái dinh dưỡng các cái vitamin khoáng chất cho mình để mình hấp thu thưa chuyên gia và có một câu hỏi của bạn Ngọc Ngân muốn hỏi tới chuyên gia đó chính là khi sử dụng sản phẩm này thì có cần lưu ý điều gì không ạ hiện nghiêm cái cái uh, liều lượng này rồi thì giờ uống ra sao để và liệu trình nó ra sao thì mới có thể là đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong quá trình là sử dụng bên cạnh đó thì phải có cái chế độ dinh dưỡng cũng phải đầy đủ và toàn diện hay gọi là đa dạng của cái thực phẩm chúng ta cũng phải chú ý tức là phải rèn luyện thường xuyên chứ phải rèn luyện thì chúng ta mới khí huyết nó mới lưu thông rồi tinh thần nó mới thoải mái rồi nó mới dinh dưỡng cho tất cả các cái cơ quan là nó tiêu những các cái năng lượng đi rồi nó kích thích tiêu hóa của mình nó mới ăn được ăn ngon và ngủ được tốt được và cái sản phẩm này thì tôi nghĩ rằng là ai cũng có thể sử dụng được nếu như người ta mong muốn về cái việc người ta ăn ngon hơn ngủ ngon hơn và cải thiện cái cân nặng của mình và Diệp Trang xin phép được cung cấp thêm một số thông tin về sản phẩm như sau. Viện ăn ngon kiện tỳ khang là sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Tất Thành, một công ty dược phẩm uy tín với hơn 8 năm hoạt động, chuyên cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng Việt. Viện ăn ngon kiện tỷ khang là sản phẩm chuyên biệt giúp ăn ngon đầu tiên trên thị trường, giúp ăn ngon, giảm nhanh mệt mỏi, phục hồi thể chất, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tăng cân tự nhiên, an toàn. Sản phẩm được sản xuất bởi dây chuyển công nghệ hiện đại khép kín tại nhà máy quy mô hơn 13.000 m2 đạt được chứng nhận GMP ISO 13845-2016 và ISO 9001-2015 và được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Để mua sản phẩm, quý vị khán giả có thể liên hệ qua số hotline 090 443 7780, truy cập vào website tatthanhphapma.com hoặc kiện khang com hoặc có thể tới các nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc thưa quý vị và các bạn chúng tôi xin phép dừng phần kết nối trò chuyện trực tiếp với chuyên gia trên trường quay tại đây xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi để cùng mang tới những thông tin vô cùng bổ ích cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi đồng thời xin được gửi lời cảm ơn tới công ty cổ phần dược phẩm tất thành với nhãn hàng viện ăn ngon kiện tỷ khang đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại